Thưa quý vị và các bạn, đường TH52 nối từ đường TH51 xã Đồng Kết tới bến đò xã Tân Châu, huyện Khói Châu sang huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, được làm từ những năm 2000, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Đây là tuyến đường có khá nhiều người dân đi lại vì chạy qua các trường học của xã Tân Châu. Đây là tuyến đường huyện để một số người dân vùng bãi của huyện Khói Châu chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng qua bến đò Tân Châu sang thành phố Hà Nội để tiêu thụ. Do đã làm được hơn 20 năm, lại có nhiều phương tiện đi lại và ít được sửa chữa, nâng cấp, nên tuyến đường đã bị hư hỏng tại một số điểm gây khó khăn cho người dân và học sinh. Trời mưa thì có nhiều thùng vũng, trời nắng thì bụi bẩn. Con đường xuống cấp nhiều năm nay rồi, việc đi lại rất là khó khăn. Đối với nhân dân trong việc giao lưu, thông thương với những cái xã bạn trong phạm vi toàn huyện, mà kể cả cái việc đi lại của nhân dân, các cháu đi học hành cũng là gặp rất là nhiều khó khăn. Trời mưa thì nhiều cháu học sinh cũng đã bị ngã ở trên đường này mà cũng đã phải đi cấp cứu. Nhưng cũng mong là huyện quan tâm sớm để nâng cấp cái con đường này để cho nhân dân đi lại cho nó được thuận lợi. Được biết, tuyến đường TH52, huyện Khói Châu và xã Tân Châu đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 để làm mới, trong đó có cả nguồn vốn đối ứng của huyện Khói Châu. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí để làm lại con đường có chiều dài khoảng 3 km này.